Quang Huy và Thảo Uyên xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Trong chuyên mục tin nóng ngày hôm nay, nóng 24 giờ sẽ chia sẻ đến quý vị những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự, dân sinh xã hội diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian gần đây. Đặc biệt là một tin tức đáng vui mừng khi thành phố Hồ Chí Minh vừa được công nhận là thành phố xếp hạng thứ tư trong 20 điểm đến có ẩm thực ngon nhất trên thế giới. Và đây cũng sẽ là tin tức để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây theo tờ tạp chí Times Out của Anh đã bình chọn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực ngon nhất trên thế giới. Với sự kết hợp tinh tế, hài hòa giữa hương vị và nguyên liệu đã khiến cho những món ăn ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng được nhiều chuyên gia, du khách nước ngoài đánh giá cao. Danh sách này nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực trên toàn thế giới là nơi tốt nhất để du khách ăn uống hiện nay, dù là các món ăn cao cấp hay đường phố đây cũng là kết quả công bằng nhất đã được khảo sát hàng nghìn người dân ở nhiều thành phố trên toàn cầu theo tạp chí, Hà Nội có thể là nơi sản sinh ra ẩm thực và văn hóa Việt, nhưng thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm đến ẩm thực thú vị nhất nước. Món ăn du khách nhất định nên thử, được nhiều người gợi ý khi đến đây là phở Sài Gòn, ăn cùng húng quế, ngò gai, ớt. Du khách có thể nếm thử những món ngon nhất ở thành phố Hồ Chí Minh tại các quán ven đường và trong các khu chợ nhộn nhịp. Nhà hàng được gắn sao Michelin, bữa ăn chất lượng, giá cả hợp lý là tiêu chí để các điểm đến vào danh sách. Mới đây, ông Nguyễn Văn Nhưỡng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc và ông Trần Quốc Anh, cán bộ địa chính xã này vừa bị công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định năm 2013, ông Trần Quốc Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là công chức địa chính xây dựng xã, thực hiện hành vi gian dối trong công tác xét duyệt nguồn gốc đất, lập hồ sơ hợp thức hóa nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của nhà nước, đất, đất có nguồn gốc của người khác tại xã Bảy Thơm thành đất do người thân của ông khai khẩn sử dụng. Sau đó, ông Anh lập hồ sơ xét duyệt chuyển cho Nguyễn Văn Nhưỡng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảy Thơm ký xác nhận nguồn gốc đất các cơ quan liên quan thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất trên rồi sau đó chuyển nhượng cho người khác, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Được biết ban đầu ông Nguyễn Văn Nhưỡng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân xã Bảy Thơm, giai đoạn năm 2005 đến năm 2014, ông giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bảy Thơm, sau đó ông giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy xã này rồi nghỉ. Trong khi đang đậu xe trên đường thì một nữ sinh bất ngờ bị kẻ gian áp sát giật điện thoại, phóng xe tẩu thoát. Thay vì đứng tại chỗ hô hoáng thì nữ sinh này đã có hành động dũng cảm, lái xe máy truy đuổi theo tên cướp và được người dân vây bắt thành công. Để ghi nhận hành động dũng cảm bắt cướp này, công an quận Gò Vấp đã khen thưởng nữ sinh cùng với hai người dân trên địa bàn khi đã đóng góp công sức vào việc đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt việc bảo vệ tài sản của cá nhân và của cộng đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 30 tháng 5, chị PTT, 21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, đang đứng đợi bạn ở hẻm 755 đường Lê Đức Thọ, phường 16 và có sử dụng điện thoại. Lúc này, Vũ Đức Trí, 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát. Ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khoanh vùng và xác định Trí là người gây án. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, Trí đã bị bắt giữ. Tiếp đó, lúc 10 giờ 55 phút ngày 31 tháng 5, chị CTLH 21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, khi đang đứng ở đường Quang Trung, phường 10 thì bị Quang Uy Quang 41 tuổi, ngụ quận 11, áp sát giật điện thoại chị H đang cầm trên tay rồi tẩu thoát. Chị H tri hô và dùng xe đuổi theo tên cướp, tông mạnh vào phía sau xe khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Ngay lúc này, được sự hỗ trợ của anh Nguyễn Thanh Vũ và anh Phan Thanh Dầu cùng ngụ quận Gò Vấp đã bắt được Quang và đưa người này giao cho cơ quan công an để tiếp tục làm rõ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cũng trao khen thưởng cho đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp và công an phường 16. Bên cạnh đó, ba công dân tham gia truy bắt tội phạm cũng được Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp trao khen thưởng. Tiếp tục chương trình là thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa xảy ra tại thành phố Buôn Ma thuộc tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, khi thấy nữ chủ quán ở trong tiệm một mình, trên cổ mang dây chuyền vàng, một đối tượng đã manh động xông vào trong, dùng roi điện cướp dây chuyền tẩu thoát. Dư luận đã không khỏi bức xúc và lo sợ trước sự táo tợn liều lĩnh của kẻ gian này. Thông tin chi tiết như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Theo điều tra, khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 5, Lê Thiện Phúc, 37 tuổi, mang theo một roi điện, rồi điều khiển xe máy đi đến đường tỉnh Lộ 8, gần khu công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, khi Phúc đến trước quán ăn nằm ven tỉnh lộ 8, phường Tân Lợi thành phố Buôn Ma Thuột thì trời mưa nên ghé vào quán để trú. Tại đây Phúc thấy trong quán chỉ có một mình bà Lê Thị Hà, 59 tuổi, chủ quán đang dọn dẹp ở khu vực bếp, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng nên Phúc nảy sinh ý định trộm cướp tài sản. Sau đó Phúc lấy ra điện áp sát trích điện vào bà Hà khiến nạn nhân té xuống đất. Bị cướp, bà Hà liên tục kêu cứu nhưng không có người đến hỗ trợ. Khi cướp được dây chuyền vàng, Phúc nhanh chóng lấy xe máy tẩu thoát. Đến chiều 31 tháng 5, Phúc bị đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Khám xét trên người Phúc, công an thu giữ một roi điện, một súng bắn điện, bình xịt hơi cay và 4,5 triệu đồng. Phúc khai 4,5 triệu đồng trên là tiền đã bán sợi dây chuyền vàng cướp được của bà Hà. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng tại địa phương này, công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ nhóm thanh niên chuyên đột nhập vào nghĩa trang, trộm cắp hơn 50 bình ắc quy thấp sáng tại các ngôi mộ, khiến người dân bức xúc. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Y 22 tuổi, Y Thân Malo, 21 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và Y Thoan chưa rõ lai lịch. Ngoài ra, công an cũng bắt giữ một người thu mua phế liệu là Lương Văn Nhượng, 32 tuổi, ngụ phường Tân Lập để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó vào cuối tháng 5 năm 2024 công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được đơn trình báo của ban quản lý nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột về việc bị kẻ gian đột nhập lấy cắp hơn 50 bình ác quy tại các ngôi mộ. Giao cuộc điều tra, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện bắt giữ nhóm thanh niên trên. Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận đã trộm cắp hơn 50 bình ác quy ở nghĩa trang. Toàn bộ số bình ác quy trộm cắp được cả nhóm đã bán cho Lương dân Nhượng với giá hơn 20 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Hiện công an thành phố U Ma Thuộc đã truy thu được 53 bình ác quy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Trong khi băng nhóm ở Hà Nội dùng dao để uy hiếp chặn đường cướp xe, thì nhóm đối tượng ở Sóc Trăng còn manh động hơn khi đem theo cả súng để cướp tài sản của người dân. Cụ thể vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản Công an huyện Cù La Dung tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng bắt giữ ba đối tượng cùng trú huyện Cù La Dung. Cả ba đã cùng nhau thực hiện vụ cướp 10 triệu đồng và một chiếc nhẫn vàng của một người đàn ông ngoại quốc. Đêm 23 tháng 5, trên tuyến tỉnh lộ 993B, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Ngọc Diệp và Lữ Bửu Kha đi trên hai xe mô tô, được đuổi, ép xe nạn nhân vào lề đường, rồi dùng súng uy hiếp cướp tài sản, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Sáng 1 tháng 6, lực lượng công an bắt giữ ba đối tượng thu giữ tăng vật là hai cây súng ngắn, 12 vỏ đạn, 10 viên đạn chì, một cây dao tự chế, hai xe mô tô, ba điện thoại di động, một chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng là nhẫn cướp được của nạn nhân cùng một số tăng vật có liên quan. Thưa quý vị, để đạt được mục đích cá nhân, các đối tượng buôn bán ma túy bất chấp mọi thủ đoạn nghĩ ra nhiều cách thức mới vận chuyển ma túy nhằm coi mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện bắt giữ một cặp vợ chồng vô cùng tinh quái khi sử dụng flycam để vận chuyển, mua, bán ma túy cho các con nghiện. Chi tiết thủ đoạn này như thế nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi thông tin ngay sau đây. Đỗ Tá Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng xây dựng một khu trang trại rộng 700m2. Bên cạnh có một mương nước rộng khoảng 5m, xung quanh rào lưới sắt, bên trong nuôi nhiều chó trong giữ. Thời gian hoạt động là từ 23 giờ đến 4 giờ sáng, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy rồi điều khiển thiết bị flycam. Các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền và giao hàng. Tiến hành khám xét tại khu vực trang trại và nơi ở của Vinh, công an thu giữ gần 190 gam heroin và ma túy tổng hợp, hai bộ flycam, một xe ô tô Kia Morning, một khẩu súng khí nén bắn đạn trì, hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật liên quan. Cũng liên quan đến vấn đề ma túy, vừa qua công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó tiến hành kiểm tra tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, khu vực 3 phường 5, công an thành phố Vị Thanh phát hiện Võ Thị Bích Diễm, trú huyện Long Mỹ, Trần Mộng Liên và Nguyễn Minh Nhật cùng trú thành phố Vị Thanh đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, Lực lượng chức năng thu giữ hai bịch ni lông có chứa chất rắn dạng tinh thể, hai dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh này đã tuyên phạt hai vợ chồng Nguyễn Hoàng Tú và Nguyễn Kim Ngân cùng chú tại huyện Long Hồ về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng cộng 31 năm tù. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo cáo trạng, ngày 22 tháng 11 năm 2023, trong quá trình kiểm tra nhà của hai đứa tượng, Tú đã tự nguyện giao nộp cho công an huyện Long Hồ 43 bịch ni lông chứa chất ma túy, tổng trọng lượng hơn 43,5 gram cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra tại đây, có bốn đối tượng đến mua ma túy. Qua làm việc, Tú và dân đều thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tú 16 năm tù và Nguyễn Kim Ngân 15 năm tù. Và cũng tại địa phương này, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trái phép với hình thức đánh bài và đá gà qua mạng Internet. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 16 đối tượng cùng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan. Vào thời điểm trên, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp, bố trí lực lượng, bất ngờ kiểm tra nhà của một người dân sinh năm 1977, thuộc ấp Hiếu Thạnh, xã Hiếu Thành, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tại hiện trường, lực lượng đã bắt quả tang nhóm 16 người liên quan, đồng thời đã tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường, gồm 7 bộ bài tay 52 lá, trong đó có một bộ đã qua sử dụng, 15 điện thoại di động, 14 xe mô tô và tổng số tiền 35 triệu 560 ngàn đồng. Trong diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Hậu, Lê Phú Quý, Nguyễn Văn Thanh và Võ Khánh Di đều trú tại tỉnh này về hành vi cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra xác định khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2023, trong lúc Hậu cùng Di, Thanh và Quý nhậu tại quán Hiếu Mập thuộc ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Mai Hoàng Vũ. Hậu rủ đánh nhau với nhóm của Vũ thì cả nhóm đồng ý. Một lúc sau, nhóm của Hậu cầm dao và ghế rượt đuổi chém nhóm của Vũ. Trong lúc bỏ chạy, Vũ bị té ngã, nhóm của Hậu tiến đến chém và đánh nhiều cái vào người Vũ, rồi cả nhóm bỏ về. Vũ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu với kết quả giám định pháp y về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 46%. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai luôn được biết tới là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước. Bình quân mỗi tháng cung ứng ra thị trường khoảng 37.000 tấn thịt heo. Song song với điều này, đã có rất nhiều cơ sở giết mổ heo trái phép mọc lên ngay càng nhiều nhằm kinh doanh trục lợi. Và mới đây nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai phát hiện một cơ sở giết mổ heo trái phép trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở giết mổ không phép tại khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do ông Diêm Công Tuyến làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 100 kg thịt lợn đã phân mảnh, pha lóc, còn 13 con lợn, khoảng 1.300 kg đang nhốt trong chuồng chờ giết mổ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy bằng nhiệt đối với 100 kg thịt lợn đã phân mảnh pha lóc tại cơ sở. Riêng đối với 13 con lợn còn sống nhốt trong chuồng, yêu cầu trung chuyển về cơ sở giết mổ tập trung, buộc cơ sở tạm ngưng hoạt động giết mổ tại địa điểm nêu trên và đang xử lý theo quy định. Một vụ việc dở khóc dở cười vừa xảy ra khi hai thanh niên quay clip ăn trộm để câu view, trêu đùa lực lượng chức năng thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả hai đã nhận ngay hậu quả đắng lòng khi bị mời lên phường làm việc. Có thể thấy sống ảo là giả nhưng hậu quả là thật. Mọi người hãy chú ý đừng giống như vụ việc của hai thanh niên dưới đây. Ngày 2 tháng 6, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã mời HVB, 24 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi, lên làm rõ hành vi đăng tải clip có nội dung phản cảm, gây bức xúc cho cộng đồng nhằm mục đích câu view. Công an quận Hải Châu cho biết, sáng ngày 1 tháng 6, người dân phản ánh trên mạng xã hội đang lan truyền một clip có nội dung ăn trộm cây trên đường do thành phố trang trí để làm phố đi bộ. Tiến hành làm rõ, công an xác định người trong clip là HVB, 24 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, HVB thừa nhận mình và bạn đã quay clip ăn trộm để câu view. Hiện công an đang triệu tập bạn của B là người quay clip lên làm việc và tiến hành xử lý theo quy định. Vị đi ngược chiều là một hành vi vi phạm giao thông khá phổ biến trên đường. Dù biết là nó rất nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông khác, thế nhưng vì sự chủ quan mà nhiều tài xế vẫn thường xuyên vi phạm và đã xảy ra không ít vụ va chạm để lại hậu quả nghiêm trọng. Và đáng lo ngại hơn khi mà việc đi ngược chiều diễn ra vào ban đêm, trời tối, tầm nhìn bị ảnh hưởng. Điển hình là vụ việc sau đây. Thế tình huống được camera ghi lại tại khu vực ngã tư sở Hà Nội đang di chuyển đến khu vực ngã tư bất ngờ phát hiện xe ô tô đi ngược chiều với tốc độ khá cao. Do tình huống quá bất ngờ, nên lái xe cố gắng camera đã ngay lập tức thắng gấp đánh lái sang phải để tránh va chạm với xe đang đi ngược chiều. Không có tai nạn, tuy nhiên hành vi của lái xe bán tẩy cần phải bị lên án khi gây mất an toàn cho lái xe khác trên đường. Gần đây trên mạng xã hội liên tục chia sẻ các đoạn clip ghi lại hành động có phần cố ý của tài xế lái xe ô tô khi đi qua một đoạn nước mưa động lại gây ra nhiều chỉ trích. Được biết, thay vì đi qua vùng nước một cách chậm rãi, thì tài xế ô tô này đã tăng ga lao qua, khiến trên nước tung tóe bắn vào người đi xe máy bên cạnh, làm người này ướt sủng. Vụ việc như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Vụ việc được camera hành trình ghi lại tại khu vực Nghệ An. Tài xế điều khiển ô tô đã cố ý tăng ga lao trên đường có nước động, khiến nước tung tóe sang hai bên, khiến người đi xe máy bị ướt sủng. Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, hành động của thể xế ô tô đã nhận nhiều chỉ trích về bài. Camera nóng xin được tiếp nối với một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại vòng xoay thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Nạn nhân bị thương vì nguyên nhân nhiều người thường xuyên phạm phải. Đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip vụ việc được cập nhật tại hiện trường. Nam thanh niên NLMT sinh năm 1997, điều khiển xe mô tô phân cối lớn, lưu thông trên quốc lộ 56, hướng từ thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về thành phố Bà Rịa với tốc độ cực cao, lao thẳng vào dòng xoay. Cú va chạm rất mạnh đã khiến nạn nhân cùng phương tiện nhào lộn nhiều dòng trên không rồi rơi xuống đất. Điểm rơi cách điểm va chạm khoảng 20 mét. Thưa quý vị khán giả, để có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh chợ nổi trên bến dưới thuyền ngay tại thành phố Hồ Chí Minh là điều không hề dễ đối với người dân và du khách nơi đây. Chỉ khi vào ngày Tết Nguyên Đáng hay là về tận các khu vực miền Tây thì du khách mới có dịp được chiêm ngưỡng không gian sôi động và dân dã này. Vì vậy, trong lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai, ban tổ chức đã cho tái hiện lại không gian đậm chất miền Tây ngay giữa lòng thành phố, khiến người xem vô cùng ấn tượng và thích thú. Qua đó cũng giới thiệu được nét đặc trưng đa dạng của văn hóa vùng miền, đồng thời kỳ vọng ngành du lịch của Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh đậm chất miền Tây tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nóng 24 giờ ngay sau đây. Những tiếng rau hàng của người bán trên những chiếc ghe tái hiện không gian chợ nổi miền Tây ngay tại bến nội đua kênh du lộc Thị Nghè, đường Hoàng Sa, quận Nhất khiến khách tham quan vô cùng thích thú. Vừa tham quan, mua sắm và vui chơi ở các gian hàng, du khách còn lên thuyền dạo một vòng dòng kênh xanh uống lượng quanh thành phố, ngắm hoàng hôn, vừa thưởng thức món ngon đặc sản được bán trên sông. Thưởng thức không khí chợ đổi miền sông nước ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh là một trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn nhiều người dân đến với không gian trên bến giấy thuyền. Nằm trong khuôn khổ lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024, không gian trên bến dưới thuyền vừa giới thiệu đến người dân du khách sản phẩm du lịch đường thủy đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh, vừa quảng bá nông sản, đặc sản ô cốt của thành phố. Những gian hàng ẩm thực, sản vật đặc trưng cùng các hoạt động nghệ thuật như nạn tò he, thư pháp, đơn ca tài tử giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn đời sống sinh hoạt, nét đẹp truyền thống văn hóa sông nước Nam Bộ việc làm mới sản phẩm tuyến du lịch nội đô du lịch thị nhà. À, bằng việc tái hiện chợ nổi miền Tây à, không chỉ giúp thu hút du khách à, đến với các tuyến du lịch đường thủy à, mà còn là một à, bài toán mới à, để du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đưa các nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị ven sông trên bến với thuyền không chỉ là hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế thành phố mà còn là nếp sống văn hóa di sản quý báu cần được giữ gìn và quảng bá. Đến đây thời lượng dành cho nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Quang Huy và Thảo Uyên rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt tại đây. Chúc quý vị một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và tràn đầy sức sống. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.